Chào bác. Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và cấp ủy chính quyền địa phương, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo an ninh biên giới quốc gia, vừa tham gia phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.